Đây là cảnh bầy dơi buổi chiều chập tối nó bắt đầu nó đi kiếm mồi, nó ăn đẹp. Cái mô hình xây mấy cái chuồng dơi, dựng mấy cái chòi dơi như kiểu này anh em có thể lên mạng tìm hiểu. Cái đặc biệt là dơi nó về nó ngủ rồi nó thải ra mấy cái phân của nó, anh em hứng lại giống như kiểu này nè. Cái phân này nó rất tốt cho mấy cái cây trồng rồi này nọ, và anh em bán lại cho những thương lái với cái giá rất là cao, trên dưới 50-60 ngàn một kg nha anh em. Một đêm nếu mà về nhiều anh em thu được 4-5 kg, có khi 5-10 kg nha anh em. Mà cái quan trọng nhất á, là anh em dựng chòi làm chòi thì dơi nó vẫn về nhưng mà số lượng nó chậm, thì anh em cũng biết rồi đó, bên Thuận là chuyên gia làm những cái file tiếng nên Thuận có cái file dụ dơi, dẫn dụ dơi về ở lại chòi. Thì buổi tối anh em chỉ cần mở khoảng chừng nửa tiếng một tiếng, là khoảng 2-3 giờ sáng thì anh em mở lên, thì lúc đó dơi nó đi ăn, là chập sáng gần sáng thì lúc đó dơi mà nó lại được cái máy gần chòi thì sáng lên thì nó bắt buộc nó phải thắp vô chòi nha anh em. Thì nếu anh em nào quan tâm mà muốn tìm hiểu thì liên hệ số điện thoại của Thuận để Thuận tư vấn cho anh em. Thuận cũng cung cấp nhiều cho anh em ở dưới miền Tây với lại một số vùng tỉnh lân cận, anh em liên hệ số điện thoại. Thì sau clip này là Thuận xin giới thiệu cái thẻ đó và cái máy đó, anh em nào cần liên hệ cho Thuận. Em rất nhiều đó, để anh em dụ dơi về ở ở chòi mà anh em lập ra một thời gian dài mà dơi nó về mà số lượng nó thấp rồi đi đi về về không ổn định anh em. Thì như Thuận nói là anh em cần có cái thẻ nhớ nè. Cái thẻ nhớ này thì mấy cửa hàng điện thoại di động bán rất là nhiều, nhưng mà quan trọng là mình chép cái file âm thanh của cái con dơi cái dơi đực là dơi con như vậy nè anh em. Thì ngoài thẻ nhớ ra, nếu mà anh em thích USB thì có USB. Thì đây là số điện thoại của Thuận và đây là cái kênh YouTube săn bẫy của Thuận. Thì nếu anh em mà có nhu cầu á, nếu mà anh em mà có nhu cầu và điều kiện á, anh em sắm thêm cái loa điều khiển từ xa anh em. Cái loa điều khiển từ xa để chi? Để ví dụ như đêm tối á, anh em khỏi phải leo lên bậc hay là mất thời gian, anh em chỉ cần có cái đồng mod là anh em mở ra là được, để Thuận làm cho anh em coi. Vậy có thằng anh em thông cảm đó, thì nó như vậy nè anh em, nó mở lên nè, anh em dẫn núm này đó. Xong đó. Thì nó vậy nha anh em, nó có hai cái khe, một đây là khe thẻ nhớ nè, bên đây là khe của USB. Thì Thuận thử cái thẻ nhớ cho anh em coi, đây nè thẻ nhớ nè, anh em bỏ vô nha, đút vô đây. Thì đây là cái đầu mod này nè, anh em mở lớn lên đi xíu đó. Đây là tiếng của con dơi dơi cái nha anh em. Còn đầu mod thì anh em gạt cái này xuống, anh em có thể là dùng đầu mod này, anh em có thể ở nhà cách xa chòi khoảng chừng 3 đến 500 mét vẫn được nha anh em. Anh em chỉ cần nằm trong nhà khoảng 1-2 giờ đêm, 2-3-4 giờ sáng anh em bật tắt thôi. Ví dụ tắt nè, ví dụ tắt nè, anh em đổi qua bài nè, đây là tiếng dây đực nè anh em. Anh em chỉnh to nhỏ ở đây, tiếng này tiếng dây con anh em. Đó thì như vậy thôi, anh em mua thẻ cũng có thẻ mà mua luôn cái loa cũng được, không thì anh em về nhà tự mua loa sao cũng được. Anh em cứ liên hệ số điện thoại của Thuận để Thuận tư vấn cho anh em. Thì theo đó thì nó kèm theo là có cái cục sạc rồi túi đựng đồ này nọ, anh em chỉ bỏ cái loa lên trời thôi. Cảm ơn anh em.